Dạ quay chứ, học trò lớp 9 dễ quay đâu, ít bữa nữa nó đi mất tiêu rồi. Quay đi để mai mốt làm kỷ niệm, mai mốt coi lại mặt mình ngố cỡ nào. Sắp đến giờ tiến hành lễ công bố quyết định công nhận trường Trung học cơ sở Mỹ Long đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2020. Xin trân trọng kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu khách dự, quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh vào vị trí ổn định để buổi lễ được tiến hành. Một lần nữa xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách dự, quý thầy cô giáo và các em học sinh ổn định vị trí để buổi lễ được tiến hành. Lời đầu tiên, Ngọc Bích và Tuấn Thanh xin gửi đến quý vị đại biểu, các dự, quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Sau đây xin mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về sân lễ và thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng do các em học sinh của trường Trung học cơ sở Mỹ Long thể hiện. Mở đầu chương trình là bài hát Trường Mỹ Long quê em, tác giả Hoàng Dương do em Phan Anh Thư lớp 7A1 trình bày. Em yêu những tờ hồng hoa.
cô và các em an toàn. Kính thưa quý vị đại biểu, căn cứ quyết định số 04 ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công nhận trường Trung học cơ sở Mỹ Long đạt chuẩn quốc gia năm 2020. Qua quá trình phấn đấu của đơn vị thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục, xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ban ngành đoàn thể, các lực lượng xã hội đã cùng với nhà trường hoàn thành kế hoạch đề ra. Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2021, thay và cho trường Trung học cơ sở Mỹ Long long trọng tổ chức buổi lễ công bố quyết định công nhận trường Trung học cơ sở Mỹ Long đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2020. Kính thưa quý đại biểu, khách dự, quý thầy cô và các em học sinh thân mến, trong buổi lễ long trọng hôm nay là học sinh của trường Trung học cơ sở Mỹ Long, các em không khỏi xúc động và tự hào về ngôi trường của mình đang ngày càng phát triển vượt bậc. Chắc chắn rằng các em có nhiều điều muốn chia sẻ với mọi người trong buổi lễ hôm nay. Và sau đây chúng tôi xin được thân mời em Phan Anh Thư, học sinh lớp 7A1, đại diện cho học sinh của trường có đôi lời phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Thân mời em. Kính thưa quý vị đại biểu, quý khách dự, quý thầy cô cùng tất cả các bạn học sinh thân mến, em tên Đinh Yến Vi, học sinh lớp 9A1. Em rất vinh dự và tự hào khi được thay mặt cho hơn 900 học sinh toàn trường phát biểu cảm nhận suy nghĩ của mình trong buổi lễ long trọng ngày hôm nay. Lời đầu tiên em xin phép được gửi đến quý vị đại biểu, quý khách dự, quý thầy cô một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay, trong không khí long trọng tươi vui của buổi lễ đón nhận trường danh hiệu đạt chuẩn quốc gia, hòa vào không khí tưng bừng náo nức của buổi lễ, trong mỗi chúng em đều có niềm vui và cảm xúc khó tả. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô, năm học 2020-2021 có ý nghĩa đặc biệt đối với chúng em. Những học sinh lớp 9, năm cuối cùng, chúng em được học với mấy trường trung học cơ sở Mỹ Long, ngôi trường thân yêu. Quý thầy cô, ngoài sự dạy dỗ chỉ bảo tận tình của quý thầy cô, chúng em luôn đón nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, các bậc cha mẹ học sinh đã cho chúng em một điều kiện học tập tốt nhất. Hôm nay, trong buổi lễ long trọng và đầy ý nghĩa này, thay mặt cho hơn 900 học sinh toàn trường trung học cơ sở Mỹ Long, em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh. Chúng em xin hứa phấn đấu quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt, xứng đáng với truyền thống của nhà trường, với niềm tin của cha mẹ và thầy cô đã trao gửi, và sẽ là những đóa hoa tươi thắm tô điểm thêm cho trường trung học cơ sở Mỹ Long ngày càng rực rỡ hơn, xứng đáng là học sinh trường chuẩn quốc gia. Cuối cùng, em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Em xin cảm ơn. À, lúc nãy thì các bạn hát chưa có được lớn lắm, các bạn chưa tự tin. Chào đi, chào đi. Có thể tạm thời mình gỡ khẩu trang ra, mình đứng lên, mình thực hiện lại cái phần nghi thức chào cờ và hát quốc ca nhé. Tập lại chào cờ hát quốc ca. Thank you.
em hát tương đối tốt rồi ha. Bây giờ ngày hôm đó thì các em nhớ là các em thể hiện giống y như mình mới vừa tập nha. Rồi bây giờ cô mời các em ngồi xuống.